Và để đền đáp lại cái tình cảm của các ông, các bà, các vị quan khách và đặc biệt là các bạn trẻ từ các phương xa trở về đây, thì Bảo sẽ gửi đến quý vị cũng như gửi đến người vợ của Bảo trong ngày hôm nay, đó là một ca khúc được mang tên Anh Yêu Em Như Cô Vò Ví Dặm. Xin mời chúng ta cùng hướng về sân khấu để lắng nghe ca khúc này ạ. Đã trao em dạt dào bao kỷ như vầng trăng sáng tỏ giữa trời xa, như hàng dương gió reo suốt một mùa. Em yêu ơi, anh thương nhiều lắm đó, đừng đi xa khi mùa bao qua đây. Anh yêu em như yêu câu ví dặm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Quý vị ơi, hay không ạ? Câu này hát hay không ạ? Trao anh dạt dào bao kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàn dương gió reo suốt một mùa. Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh như yêu câu ví dặm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Ngoài khơi xa có gì đời anh, lục phong ba dạt dào bao biển đông. Em chờ anh thức dọn suốt cánh thâu, như dòng sông lúc bơi rơi lại đây. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Anh yêu em như yêu câu ví dặm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Xin cảm ơn, xin cảm ơn tình cảm của các ông, các bà, các quý vị và đặc biệt là các bạn trẻ có mặt trong buổi trường ngày hôm nay, và cho bạn phép Bảo gửi một lời chào một lần nữa, một lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Kính thưa tất cả vị khách, đúng là ngoài khơi xa mà có gì đợi chờ anh, đúng không ạ? Đó là tất cả gì mà chúng ta được biết về một bài hát đã được lựa chọn, đã được sắp xếp. Bài hát này thì cũng là một bản hit của Bảo, nhưng hôm nay thì hát trước đám đông, hát trước người vợ mình. Cũng xin nói với tất cả vị khách tại sao Gia Bảo hát bài này. Công việc của Gia Bảo là một người đi tàu, lênh bênh ngoài sóng biển,
Mà bây giờ em đợi chỉ đợi chờ gì anh? Em đợi chờ anh là đợi ngày về. Và cho dù khoảng cách địa lý rất là xa xôi, biết nhau nhưng mà để gần nhau tìm hiểu rất là khó. Nhưng mà để rồi chỉ một câu nói, một bài hát thôi đã để cho Loan ngấm vào lòng, để cho Loan nghĩ về Bảo và để cho Loan chờ một ngày phúc. Và bây giờ đã ngày đã đến và tất cả chúng ta đã được chứng kiến và hai bạn sẽ mãi mãi bên nhau. Xin cảm ơn Gia Bảo, Thanh Loan, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì tất cả vị khách đang chờ Gia Bảo, Thanh Loan lâu lắm rồi đấy ạ. Xin mời hai bạn trở về với tất cả con người ở phía dưới đấy ạ, giao lưu nói chuyện và cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta trở lại sân khấu này khoảng ít phút. Xin gặp lại tất cả vị khách.